Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần dự thi của đội đến từ huyện Đan Phượng và đội Mê Linh chuẩn bị. Vâng, phần thi của đội Đan Phượng xin được bắt đầu. Anh Hoàng ơi! Một miền đất phong cảnh hữu tình, sản vật chủ phú, ẩm thực độc đáo với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, là nơi hồn hồn của phong trào phụ nữ Ba Đảm Đang kiên cường anh hùng trong đấu tranh cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Huyện được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000, danh hiệu anh hùng lao động năm 2013, là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Hà Nội năm 2015. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, phấn đấu hoàn thành 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và xây dựng huyện thành quận năm 2025. Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đất mỏ mỡ được kiến tạo từ phù sa bồi đắp bởi ba con sông, sông Hồng, sông Đáy và sông Vệ Hồ. Huyện đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ công nghệ cao, gắn với du lịch trải nghiệm, nâng cao chuỗi giá trị. Trong số các loại nông sản đặc sản, mười không vàng có nguồn gốc từ xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Khi bè duyên người đất và người đan phượng cho ra những trái lửa căng vàng rực rỡ, vui mỏng mịn, muối lưỡi mỏng nước, tép sóng lượng, giòn ngọt, đậm đà, cùng hương thơm đặc sắc. Năm 2012, bưởi thu vàng Đan Phượng được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Sao hội nông dân các xã sản xuất theo quy trình Việt Gáp, đạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật về bưởi toàn thành phố năm 2018, được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao năm 2020, 4 sao năm 2023. Với diện tích trồng trên 300 hectare, ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc trong sản xuất đã đưa bưởi tôm vàng Đan Phượng trở thành một thương hiệu mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và là thứ quả đặc sản đi sâu vào tâm thức của người dân Hà Nội mỗi dịp Tết đến xuân về. Và ngay sau đây là tiểu phẩm chuyện gia đình ông Ô bà Cúc, xin phép được bắt đầu. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Ôi giờ này là đi giờ nào rồi mà ông còn ngồi đây để uống nước hát với chả hò ấy nhỉ? Ta đi hái rau về rồi đấy ạ. Tôi về rồi đây. Bà Cúc này. Vâng. Cái ngày mà tôi mới cưới bà để làm vợ ấy, bưởi căng tròn như nước. Thế mà bây giờ bưởi là thành cam thành quýt hết rồi. Cái ông này, ông nói hay nhỉ. Thế tôi thử hỏi ông này, ông khai thác tôi cả ngày lẫn đêm thì bưởi nào cho chả thành cam thành quýt. Ây da, tôi còn sợ thành có đất phanh thế này. Tôi cũng thấy thế đấy bà. Ông nói thế chắc là có cô em nào rồi lên chê con gái già đấy chứ gì. Ôi cái bà này, ý tôi nói là tôi đang nói bưởi như mình cái kia. Quả thì sai mà cây thì già vội quá. Chứ tôi có chê gì bưởi bà bé đâu. Mà nếu mà có bé chứ chẳng nữa thì cũng hơn khốn cái nhà bà Hoa hàng xóm nhỉ. Bưởi treo quang, quang treo bưởi đây ra mà có bán được đồng to bùm ra. Thế ông biết người ta to bùm mà ông nói. Đấy là tôi nghe người ta đồn thế. Ai như hôm nay ông phải đi họp hay sao ông nhỉ? Ông phải tranh thủ có đi chụp phấn cho xong cái vườn bưởi nhá. Để tôi đi ra chụp phấn nốt cho một cái mấy cái vườn kia. Lát tôi còn dành cả hàng hóa thôi để họp. Nghe đâu có mấy ông cán bộ xã xuống để quy hoạch cách tiêu thụ vườn cuối năm. À, tôi nghe đâu còn có cái bác Đức Nhân đấy đâu mà. Đúng rồi, anh Đức anh đến để chia sẻ mọi người cách chăm sóc vườn đấy bà. Thôi, có khi là tôi đi cả quận bà nhá. Vâng, thế thì ông tranh thủ đi cho xong rồi về mà nghe tôi dặn này. Ông đi thụ phấn nhà mình thôi nhá. Đừng có bà này anh phén thụ phấn cho con hòa xóm. Tôi mà biết được là không xong với tôi đâu anh. Bà chỉ ghen vớ cái bẩn. Bưởi cho mình thì đây ra còn sức đông
cuộc họp được bắt đầu. Chào mừng bà con về dự hội nghị chăm sóc và tiêu thụ bưởi ngày hôm nay. Về dự hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Sơn, cán bộ khuyến nông huyện, bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ tịch hội nông dân xã, anh Phan Văn Đức, chuyên gia chăm sóc tư vấn bưởi. Đầu tiên là phần chia sẻ của anh Đức. Bà con trong thôn có câu hỏi gì không ạ? Tôi ạ, tôi xin mời bà hỏi. Dạ, chào cán bộ ạ. Tôi chào anh Phan Văn Đức. Anh Đức cho tôi hỏi là sao bưởi nhà tôi càng bón NPK thì bưởi nhà tôi lại càng quậy cọc thế? Vâng, thưa bà con, bưởi bón NPK càng ngày quậy cọc, tức là đất đã bị ngộ độc dễ. Chúng ta phải cải tạo đất để cho dễ tốt lên và lấy được thức ăn. Chúng ta phải kiểm tra, một là kiểm tra dòng điện của đất có rất tiện tốt không để lấy thức ăn trong đây. Hai, chúng ta dùng nút pH cho ga cắm xuống đất để kiểm tra. Nếu các bà con phải cắm cho mình 3 mạch để kiểm tra pH, nếu dưới 5 chấm tức là đất đang bị thua và bị bổ độc, chúng ta phải cải tạo đất bằng hai cách. Cách thứ nhất tôi chia sẻ bà con là chúng ta dùng vôi bột bón, nhưng vôi bột dùng nhiều sẽ diệt nhiều vi khuẩn có lơi làm cho đất gốc hỏng. Chúng ta tôi đang đi làm nhiều nơi có một cái thuốc máy phân bón rất tốt gọi là Silic Đông Sơn cho vào, không những cải tạo được pH lên cao mà nó tạo nhiều khoáng chất trong cây hoạt động. Chính vậy khi cắm cắm được pH từ 6.5 đến 7 chấm, tức là cây đã tập trung thức ăn rất nhiều. Sau đó chúng ta đưa phân vào bón, ví dụ như phân hữu cơ hoặc một số phân khác, và chúng ta kiểm tra đạm, phân kali. Nếu chúng ta thiếu đạm, chúng ta bổ sung đạm, thiếu lân bổ sung lân, thiếu kali ta bổ sung sau để chữa lớp kém, đỡ tốn kém tiền của bà con. Và có gì bà con hãy gọi điện cho tôi, vì tôi còn chương trình đến ngày 19 này, tôi được làm chương trình thi tuổi phổ huynh của thành phố. Sau đó tôi vào Nghệ An để làm với bà con, không chỉ người mùa hello tốt đẹp, mà tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này cho bà con cả nước. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của anh Đức. Bà con còn câu hỏi đóng góp không ạ? Vâng, xin mời ông Hồ. Xin chào cán bộ. Bưởi nhà tôi năm nay rất là sai quả, mà tôi vừa mừng vừa lo, không biết có bán được không? Xin các cán bộ có kế hoạch gì để giúp chúng tôi tiêu thụ bưởi mỗi năm không ạ? Với câu hỏi này, xin mời bà Nguyễn Thị Thu Hà lên chia sẻ phương án tiêu thụ bưởi cho bà con. Vâng, thưa bà con, chúng ta cần toàn dân vào cuộc, như hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các đoàn thể khác. Lập trang web giới thiệu sản phẩm, các cá nhân trong các hộ gia đình hãy tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Fanpage để quảng bá sản phẩm, và nhờ anh Đức Nhân TV giới thiệu sản phẩm qua kênh truyền thông của anh để nâng cao chất lượng bưởi đạt ô cốp 4 sao, đưa vào các siêu thị hoặc xuất khẩu. Đó là biện pháp tối ưu. Xin cảm ơn bà con. Vâng, xin cảm ơn bà. Tiếp theo, xin mời ông Đỗ Văn Sơn lên phát biểu chỉ đạo. Vâng, kính thưa bà con, thưa toàn thể hội nghị, lời đầu tiên xin chúc bà con luôn luôn mạnh khỏe. Để được đạt được cái ô cốp 4 sao thì tôi đề nghị bà con trong thời gian tới sẽ thực hiện một số mô hình như sau. Thứ nhất là mô hình làng thông minh, cánh đồng thông minh. Bà con nên lắp đặt nhiều hệ thống tưới tiêu tự động và hệ thống camera tự động, vừa đảm bảo được cái chăm sóc, vừa thuận lợi và đảm bảo được giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực người. Thì trước khi được lời, xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, chúc bà con một mùa bội thu. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Về dự hội nghị hôm nay, bà con chúng ta đã được nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo. Vậy bà con trong thôn sẽ quyết tâm đưa bưởi Đan Phượng, đưa bưởi Tôm Vàng Đan Phượng trở thành một đặc sản được nhiều người biết đến, để góp phần nâng cao đời sống người dân và đưa quê mình ngày một văn minh hiện đại. Bà con có quyết tâm không ạ? Quyết tâm.
đến với hội thi hôm nay, đội Đăng Phượng mang theo thông điệp phát triển mô hình, làm việc bền vững, hội nhập sâu rộng, đưa bưởi Tơ Vàng Đăng Phượng vươn tầm thế giới. Đội Đăng Phượng xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt nghiệp. Vâng, quý vị vừa được chiêm ngưỡng những người của các chị em quê hương người gái đảng Đan Phước, mẫu mã thì khá là đẹp rồi, còn con hay không thì sau hội thi này quý vị có thể ra gian hàng của Đan Phước.